thưa quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô của các em học sinh thân mến, hòa chung không khí của cả nước chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công và 4 tháng 1 2019. Hàng năm cứ vào mùa thu lịch sử này, hàng triệu các em học sinh của cả nước hân hoan chào đón năm học mới và một hành trình khám phá tri thức mới lại bắt đầu. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý đại biểu. Về phía đại biểu cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Nghiêm Xuân Thành, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Xin trân trọng giới thiệu bà Hồ Thu Anh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Cao Yến, ủy viên thường vụ trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Về phía ngành giáo dục và đào tạo, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hậu Giang. Về phía đại biểu thành phố Vị Thanh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuấn, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đơn vị ở đầu, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Hậu Giang và thành phố Vị Thanh. Về phía đơn vị đại diện các mạnh thường quân, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện lãnh đạo các đơn vị ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang, Viettel Hậu Giang, Bảo Việt Hậu Giang. Đến dự và đưa tin cho buổi họp mặt hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, báo Hậu Giang và các cơ quan báo đài trung ương địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Xin đi về qua lên. Kính thưa quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến, sự quan tâm chia sẻ cùng chung tay xây dựng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và đó là trở thành quan điểm đường lối chính sách của đảng ta. Nhân dịp ngày khai trường, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi thư chúc mừng, động viên cũng như những chỉ đạo ân cần sâu sắc cho việc thực hiện nhiệm vụ của năm học mới trong toàn ngành giáo dục chúng ta. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hồ Thu Anh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sẽ mong qua toàn văn bức thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Xin trân trọng kính mời. Dù
khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Đã 53 năm, ngành giáo dục của chúng ta giờ đây đang đối diện với những thử thách rất to lớn do đại dịch Covid-19 diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi tin tưởng ngành giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện thật tốt như lời Bác dạy năm xưa. Với tinh thần niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được thời gian qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến ngành giáo dục, các gia đình giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đặc biệt là với những gia đình gặp phải xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất mát về sức khỏe người thân. Tôi hiểu với người làm thầy, làm cô và các em học sinh, sinh viên chỉ không thể đến lớp vào mùa thủ trường là cả một sự chống chạy đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta tự hào vì có những bác sĩ đồng thời cũng là giáo viên, những em sinh viên, nhất là sinh viên ngành y, ngày đêm miệt mài ở tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, tôi thân ái gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất. Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên thân mến, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến giờ còn những hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu các điều kiện, phương tiện để học trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến cảnh những F0, F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên, nhi đồng phải rời gia đình, làng sớm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung, do vậy đã bị ngắt quãng việc học. Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục cùng các ngành các cấp cần lưu ý có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động cùng với ngành giáo dục vì tương lai của đất nước, vì tương lai con em chúng ta. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nào có thể vượt qua chiều cao hơn tinh thần hiếu học. Không có khăn nào có thể làm trùng bước ý chí, phấn đấu, quyết tâm, một mài dùi kinh sử, chinh phục tri thức để đàn làm đại nhân tiên tổ, phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm gian hiến. Vì vậy, các em học sinh, sinh viên trong bối cảnh nhiều thử thách này, chủ tịch nước mong muốn các em nhắc lại niềm tin yêu, hy vọng của Bác Hồ kính yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước ngay từ buổi đầu đọc quốc vào năm 1945. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở tâm học tập của các em. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả chúng ta, không riêng gì ngành giáo dục, là không thể một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch, và càng không thể nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết trọng trách sứ mệnh của mình trước tổ quốc và nhân dân. Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục đột phá, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, xây dựng triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh.
Toàn xã hội và giáo dục, các bậc phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở các em học sinh sinh viên, đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo trong công tác phòng chống dịch. Các ngành các cấp cùng 63 tỉnh thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn, đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vaccine và tham gia. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên cùng với gia đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn.